Xã Trung Mầu là vùng đất cổ, giàu truyền thống cách mạng của huyện Gia Lâm. Trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược, nơi đây đã trở thành an toàn khu của Trung ương Đảng và xứ ủy Bắc Kỳ. Sống ở Hà Nội ngày hôm nay, xin mời quý vị sẽ cùng ghé thăm địa chỉ cách mạng này. Cách đây hơn 70 năm, ngôi nhà của cụ Nguyễn Xuân Ca ở xã Trung Mầu từng là nơi đặt cơ sở in tài liệu tuyên truyền của Đảng và báo Cứu Quốc. Trải qua thời gian, nhiều hạng mục của công trình đã bị hư hỏng, nhưng đây vẫn được coi là minh chứng của một thời kỳ cách mạng anh hùng. Còn khu vườn rau của gia đình cũng từng là hầm trú ẩn, nuôi giấu cán bộ cách mạng. Trải qua thời gian, những dấu vết đã không còn, nhưng con cháu cụ Ca vẫn giữ gìn những hiện vật để nhắc nhở thế hệ sau về truyền thống anh hùng của quê hương. Gia đình nhà tôi thì vẫn lúc nào cũng muốn gìn giữ cái ngôi nhà này, tu sửa để giữ cái truyền thống của gia đình và truyền thống của quê hương. Nhà ngói này là cứ 2-3 năm lại phải tu sửa một lần. Họ đã tu sửa rất nhiều lần, từ năm 38 đến giờ là mấy chục năm rồi. Gia đình nhà tôi rất chi là mong muốn các cấp chính quyền ở trên cũng như là cán bộ xã sẽ tạo điều kiện và quan tâm đến gia đình nhà tôi để gia đình nhà tôi sửa sang cái nhà là di tích để cho nó đàng hoàng hơn. Cuối năm 1939, xã Trung Mầu được chọn làm an toàn khu của Trung ương và xứ ủy Bắc Kỳ với nhiệm vụ che chở, nuôi dưỡng các đồng chí lãnh đạo của Đảng như Trường Chinh, Hoàng Quốc Việt, Lê Quang Đạo, Xuân Thủy. Cũng từ nơi này, truyền đơn, áp phích, báo Cứu Quốc và các tài liệu của Đảng được truyền tới các cơ sở cách mạng để thông báo kịp thời chủ trương lãnh đạo của Trung ương. Và chính mảnh đất này thì đã tổ chức thành chi bộ Đảng đầu tiên của xã và cũng đã khởi nghĩa giành chính quyền trước cả nước, tức là 10 tháng 3 năm 1945. Thì từ đó đến nay thì xã vẫn duy trì được ngày 10 tháng 3 năm 1945, vừa là ôn lại truyền thống cách mạng của xã Trung Mầu. Với nhiều đóng góp cho cách mạng, năm 2000, xã Trung Mầu được nhà nước phong tặng danh hiệu đơn vị anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân thời kỳ chống Pháp và bằng công nhận làng có công với nước. Phòng truyền thống đặt trên tầng 3 của Ủy ban xã là bảo tàng thu nhỏ về một vùng đất kiên cường trong chiến đấu bảo vệ quê hương với nhiều hiện vật, hình ảnh được trưng bày. Qua các hiện vật của phòng truyền thống xã Trung Mầu, em thấy hiểu hơn về các quá trình hoạt động cách mạng của ông cha ta và em thấy rất khâm phục về các tinh thần giành độc lập của các thế hệ đi trước. Hôm nay em được tham quan các cái hiện vật của xã Trung Mầu, em cảm thấy rất tự hào về quê hương mình và em sẽ cố gắng học thật tốt để có thể phát huy được truyền thống của quê hương mình. Phát huy truyền thống tự hào, xã Trung Mầu hôm nay đang huy động mọi kinh nghiệm, nguồn lực sẵn có để làm thay đổi bộ mặt đời sống nông thôn, phát triển kinh tế, xứng danh với vùng đất quê hương anh hùng cách mạng.